Hi, xin chào cô chú anh chị nha. Thì hiện tại là đã sắp tới giờ thằng em nó đi học về rồi. Thì hôm nay mình quyết định làm một cái thử thách, đó chính là mình giả gái, mình đi qua trường mình đón nó để xem là cái phản ứng của nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi make up nha mọi người. Ok, let's go. Rồi ok, thì bây giờ mình đã make up xong rồi, thì bây giờ mình sẽ đi rước thằng em mình nha mọi người. Ok, let's go. Thì khỏe sao? Không sao, nhẹ hơn. Kiểu gì cũng được. Đó, trời ơi, khỏe như vậy luôn. Đó. Không sao. Cô gái lực điền. Dạ đâu có mua. Mua có 100 mấy à. Chi vậy? Chi cho coi cái ơi. Chi vậy? Hả? Chi vậy? Chưa biết. Có gì cho coi cái ơi. Đừng quay. Lại đi. Ủa anh cái dâu. Ủa em còn đây ơi. Ủa biết anh hả? Em thấy cái tóc anh à. Phải không? Ấy, chị này đang làm hành trình đi đón em bằng không, người ta là anh mà. Boy này đang làm hành trình đi đón em. Dạ cây đón em. Ê nè. Chị à. Cho YouTube hàng quý ốc đi sổ. Mọi người ơi, sao mình đứng mình đợi nãy giờ bằng em mình nó chưa ra nữa mọi người. Không biết nó có mê chơi, nó ở trong trường nó chơi không mà sao đứng đợi nãy giờ nó không ra luôn á. Nãy giờ mấy đứa nhóc nó lại cái nó hỏi quá trời. Hỏi anh ơi, anh quay gì vậy anh? Chị ơi, chị quay cái gì vậy chị? Chị ơi, chị quay cái gì vậy chị? Ủa sao đi cổng kia hả? Đâu, cổng này khóa rồi. Hôm nay tao cho mẹ mày nghỉ hưu rồi. Hả?
Hello cô. Quen không? Đi quay. Rước tụi nó nè. Làm thử thách giả gái đi rước em đồ đấy. Biết rồi, anh em đã biết mà. Rồi thôi con về nha bà. Rồi về thôi. Gặp đâu? Đấy, trên giữa xe đó. Em mới làm cho em mới làm. Trời ơi, tôi đợi em tôi mà. Rồi bye bye mấy đứa nha.